Mẹ đang làm gì vậy? Đang ăn hạt dưa này mọi người ơi. Sao hôm nay mẹ buồn dữ vậy? Hôm nay thèm ăn củ đậu nè, con đi đào đi. Đi đào củ đậu hả? Vậy thôi, giờ đi đào nhá. Con biết chỗ đào này, đi. 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 Đi theo con. Chỗ này người ta đào. Chỗ này người ta đào rồi nè. Đây. Đây là cái cây. Wow này mẹ ơi. Nè. Trái nhá. Trái. Lắp lại. Đây. Lời luôn này mọi người. Ôi mẹ ơi. Đã chưa? Đã không? Đã con đi bà ơi. Cho con hạ tí rồi ăn nha. Vâng. Đi tìm tiếp cho bà nha. Vâng. Đây là thẻ của nó này mọi người. Đây là thẻ của nó này mọi người. Đi tìm nó nha. Bà ơi. À, đi ở đây chờ bà ơi. Nhìn này mọi người. Đây. Ô, bà đây. Ơi, đâu? Đây. Wow. Đây. Thấy không? Wow. Bà ơi, ta. To quá. To quá đi. Ta. Ba trái luôn, đi tìm tiếp. Đâu rồi? Đó. Đây, cái rễ đây. Đâu? Wow, nhô nè. Đây mọi người. Wow. Ta. To quá. To quá đi. Thôi đi về. Bây giờ bà, mình đã có một rổ củ đậu cho bà ăn rồi nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ về rửa củ đậu này để cho bà ăn nha. Về giá muối để cho bà chấm nha. Người đây là mình đã có một mâm củ đậu siêu to khổng lồ nha. Đây này, bây giờ mình sẽ chạy sang cho bà ăn nha. Bà ơi, đây nè, mâm siêu to nè. Ơi, cảm ơn con làm cho bà là ăn cái củ
Cái vui cua gì à? Củ đậu. Củ đậu cho bà ăn. Ăn đi và ăn đi và ăn thử đi. Cảm ơn con. Ăn thử đi, ngon không? Ăn liền. Chấm nhiều muối mới ngon. Một đã cơn thèm chưa? Ngon quá. Đâu con ăn thử nè. Con ăn thử một miếng nha. Đây này, mọi người to đùng. Mình sẽ lấy rất là nhiều ớt luôn. Ngon quá, ăn không? Ngon. Ăn. Ngon. Này mọi người. Hai mẹ con ăn ngon. Ăn đây. Bà con nha. Ngon. Ngon không một lon. Ngon. Cay quá. Ngon. Vừa cay vừa ngọt vừa nước không á mọi người. Đã lên thèm chưa mẹ? Hết thèm rồi. Đã ăn rồi, ngon miệng rồi. Ngon nhỉ? Ăn hết cái này đi. Cái này đi bà ơi. Cho ăn hết đi. Cho ăn hết cái này nha. Cho nó lớn nha. Bà thế dành ăn tối. Bà hết ăn rồi. Hết thèm chưa? Hết thèm rồi, cảm ơn. Ngon không? Ngon không? Chưa mực. Vậy nếu mọi người thấy video này hay thì cho mẹ con mình một like, một chia sẻ và một subscribe nha. Chào mọi người. Chào mọi người, xin chào. Chào mọi người.